Xin chào tất cả các anh. Nay em đang xử lý một chiếc đồng hồ Odo. Bây giờ em sẽ tháo mấy cái nồi cót ra, em kiểm tra cái tình trạng như thế nào để gửi đến anh chủ những cái hình ảnh đầu tiên về cái chiếc đồng hồ của mình ha. Mới nhận tức thì các anh ạ, còn đang nóng hổi đây. Cót zin nha anh chủ, đây là cót zin ha, nhưng mà cót này thì cũng có hiện tượng đi xuống rồi, 5 tháng làm cho cái sợi dây cót nó biến chất nhiều rồi anh nhé. Máy này chắc anh mới lau dầu nhưng mà không tháo cót ra lau này, reset. Cót zin hết anh trai. Đây là cái tình trạng các cái nồi cót của đồng hồ của anh. Cót vẫn còn ha. Lau dầu không kỹ. Rồi anh nói cái đồng hồ của anh nó lắc yếu. Thì ở đây em thấy có một cái lỗ bạc đã được sơ mi lại rồi nha. Thì cái lỗ bạc này đóng nó không được chuẩn tâm, làm cho cái bánh xe thứ hai, cái bánh xe gai từ từ trên xuống, cái bánh xe gai này nó bị đâm. Nó đâm tức là các cái trục bánh xe nó không có đều nhau, nó không có trên một đường thẳng song song. Thì một cái nó thẳng như thế này, một cái thì nó đâm xuống như thế này, đâm xuống như thế này thì sẽ làm cái lực truyền nó bị giảm lại. Thì ở đây cũng có thể là một trong những cái nguyên nhân em mới xác định như vậy thôi, còn cái vấn đề chính xác cụ thể như thế nào thì em sẽ thông báo đến anh chủ sau. Có một cái lỗi nữa cũng báo với anh nhé, ở đây có một cái vết mài đầu gai, thì không biết là thợ thuyền hay là anh mài thì em không biết nữa, nhưng mà thông báo với anh là đây cái gai này đã được mài và có đánh dấu mực ở đây nha các anh nha, và có mạt sắt ở đây nè, mạt đồng ở đây nha. Ba cái đồ zin, đồ gia bảo của các anh em thông báo như thế để cho các anh nắm nha. Với một cái nữa là cái quả lắc nó bị móp, không biết là do cái quá trình vận chuyển hay là nó bị móp từ trước rồi, thì em vừa mới tháo ra để em ép nó lại. Về anh có thấy nó như thế này thì anh cũng đừng nghĩ là em đổi rồi nhé. Cái quả lắc này là của anh. Cái quả lắc tròn thì không tháo ra được đâu các anh ạ. Nhưng mà cái quả lắc mà lục giác như thế này là tháo được nè, bát giác này nè. Tháo mấy cái cạnh ở đằng sau ra. Sau đó là các anh dùng cái ngón tay cái của mình nè, mình ép đẩy nó ngược lại, tại cái miếng này nó bằng miếng đồng nó cũng mỏng lắm, cái tay mình ép được. Các anh đừng có dùng búa hay dùng bất cứ cái vật gì, các anh tán vào là nó có cái vết lõm, nó cũng giống như cái mặt số thôi. Chiếc này anh gửi lâu lắm rồi nhưng mà bên bưu điện người ta không biết lý do gì người ta lại giam lại. Em phải ra bưu điện em lấy về. À, quả lắc của anh còn đẹp. Giờ em sẽ đi xử lý cái chiếc đồng hồ này. Biết thì vận chuyển người ta có quăng quẹt gì không. À, cái máy này đằng sau cũng sơ mi lại mấy bạc rồi anh nha. Tình trạng cái đồng hồ của anh thì chắc anh sẽ phải nắm hơn em.
mà cứ thông báo cho các anh biết. Người chơi càng kỹ tính thì mình lại càng phải rõ ràng. Tránh tình trạng có những cái thông tin nó chệch choạc, suy nghĩ nó không đúng về nhau. Cái con này nó là cái chiếc đồng hồ 58 các anh nhé. Thế thì tại sao lại gọi nó là cái đồng hồ Odo 58 mà không phải là đồng hồ Odo 62? Thì các anh thấy đây nè, cái 62 thì nó cũng không có chuyện logo Odo ở đằng sau này, nó chỉ có hai dòng chữ thôi, Makin Fancy De Bose bên dưới. Cái đặc điểm nhận diện nữa của cái đồng hồ 58 này đó chính là cái cọc giữ lá mía này. Cái cọc giữ lá mía này nó là hình vuông đó, nó là hình vuông này. Nắp bit này thì bằng thép này là đúng rồi. Nó cũng gần giống như con 62. Ở đây thì nó không có chuyện Odo. Ốc gắn ngược. Thiếu mất cái lông đèn, nó có một cái lông đèn để nó ép cái cần khóa nhạc. Giờ em sẽ đi xử lý cái chiếc đồng hồ này, và cái tình trạng sau khi em xử lý như thế nào thì em sẽ thông báo riêng cho cá nhân của anh chủ biết ha. Một chút cái chia sẻ cho các anh về cái đồng hồ Odo 58 như vậy thôi. Bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh.